Xin chào tất cả các anh em nha. Video làm gì thì các anh em tham gia một chương trình iGroup nhận top căn code từ sàn CodeSwap nha các bạn. Để đủ điều kiện cho iGroup này thì các bạn phải trên tài khoản tại Twitter các bạn phải có trên 50 lượt follow nha các bạn. Rồi để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả của mình mở Telegram các bạn. Join vào kênh Telegram group nha các bạn. Nhiệm vụ thứ hai các bạn follow tại Twitter fanpage nữa nè. Bạn nhấp vào các bạn. Trên tờ Twitter thì bạn follow nữa nha các bạn. Rồi sau khi bạn follow các bạn bắt up lên các bạn. Sau khi các bạn bắt up rồi các bạn copy khách tag này giúp mình các bạn. Từ chữ crypto nữa các bạn. Đây các bạn. Rồi các bạn sao chép lên các bạn. Rồi các bạn tag ba người bạn vào. Rồi tờ Twitter thì các bạn like một cái các bạn. Các bạn chấp nhận với tờ Twitter nè. Rồi các bạn tan ba người bạn của mình vào các bạn. Cộng mình chút xíu nha. Rồi các bạn tan ba người bạn của mình vào các bạn. Rồi các bạn copy dán hashtag ở dưới đây nè các bạn. Rồi các bạn tweet lại nha các bạn. Rồi sau khi bạn test lại thì bạn bắt up bằng mã linh form lại nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền dòng đầu thì các bạn điền username Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Thì các bạn vào trang cá nhân của tất cả các bạn thì sẽ thấy username Twitter của các bạn. Đây còn memo của bạn. Tiếp tục thì các bạn gỡ làm cái link tweet nha các bạn. Thì các bạn mở Twitter mình ra các bạn. Nhấp vào một hồ sơ nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm vào một chia sẻ nè. Các bạn sao chép liên kết nè. Rồi bạn bấm đáp lại nha các bạn. Rồi bạn mở tờ link form rồi bạn dán vào đây. Tiếp tục thì bạn điền username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Công anh 1 2 3 4 bạn tiếp tục bằng gọi địa chỉ với bin bị bằng gọi địa chỉ bin bị xem trên địa chỉ chúng ta các bạn tìm địa chỉ xem trên nha bạn. Các bạn copy địa chỉ smart chain này các bạn. Và nhấp vào các bạn, rồi bạn bấm sao chép liên kết nè. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Rồi các bạn mở link form ra lại các bạn. Mình bắt vào đây nè. Rồi các bạn kiểm tra lên cái lần nữa cho nó chính xác không các bạn. Rồi bạn bấm gỡ. Cần nhận top cần code từ sàn CodeSwap bên đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.